Chào các bạn nha. Hôm nay thì mình chuẩn bị mùa rắn nha các bạn. Nay tháng dần tháng tư rồi, chuẩn bị rớt mưa xuống là vô mùa rắn nha các bạn. Nay mình có làm cái clip giới thiệu với các bạn cái cách mình làm cái hút mà dẫn dụ rắn tới cái bẫy các bạn. Hút này là dây hút nó dụ rắn tới cái bẫy, rồi trong bẫy mình vẫn phải có con mồi nha các bạn, như có con chuột hay gì á. Dạng nó thấy nó vô, cái này chỉ dụ tới bẫy thôi, chứ không phải là có hút này là không cần mồi nha các bạn. Có hút này mình vẫn phải cần mồi. Hút này dụ tới bẫy thì cho con rắn nó thấy con mồi nó cho nó ăn thôi. Mình giới thiệu sơ cái thành phần hút nè. Thì mình mua hôm nè, này là Awi nè các bạn. Cái này là cái mùi cực kỳ tanh luôn nha các bạn. Cái này là người ta dùng bẫy ếch, bẫy rắn câu cá rồi các thứ nha các bạn. Này mấy ông câu cá phái lắm nè, bỏ này vô là thả xuống mấy con cá mà phái mùi tanh là nó vô liền à. Còn con rắn nó đánh hơi được cái mùi tanh nó cũng vô nha các bạn. Này là Awi nguyên chất nè, Awi loại loại cục này là tốt nhất nha các bạn. Bạn mà mua cái loại mà sai ra rồi là nó bay hơi hết trơn à, nó không có tốt bằng cái loại này đâu. Loại này mới là tốt nè. Thứ hai là các loại này, như ba cái này là thành phần của nó là các cái loại mà có mùi á các bạn, như là quế nè, hồi nè, đinh hương nè, băng phiến nè, a dao nè các bạn. Đó. Đại loại là các loại mùi hương đó, cái loại dạng như ngũ vị hương đó rồi, với thêm a dao, băng phiến rồi nó cho nó cái thành phần nó kết dính nó lâu lâu bị bốc hơi rồi. Còn hút này thì mình có hai cách làm. Một là mình đun cái Awi lên. Awi rất cứng nha các bạn, đun lâu lắm. Đun lên rồi mình trộn các thứ lại cho nó sệt sệt, mình dò hành viên. Bỏ vô gần bẫy thì cái viên nó cũng từ từ nó bốc mùi. Rồi nó bay theo gió, rồi những con rắn nó đánh hơi nó phải tới nha các bạn. Thứ hai nữa là cách thứ hai là mình đập nhuyễn ra, mình trộn lại, mình làm thành hút nước chai. Hút nước chai thì mình sử dụng là dạng như mình tới bẫy đó thì mình chế cái nước hút vô một cái nắp chai nhỏ nhỏ, mình để cạnh cái bẫy cho nó bay hơi từ từ, con rắn nó cũng nghe cái mùi hơi đó, nó cũng tới. Đó là hai cái cách làm hút bẫy rắn. Như một là dò hành cục, thứ hai là làm bằng nước. Đó, cái loại nào cũng như nhau nha các bạn. Rồi, giờ là mình làm bằng nước nè. Giờ là mình sẽ đập cái Awi ra, mình trộn chung với các thứ này, mình trộn nước với tỷ lệ nó phù hợp, rồi mình cho ra chai nha các bạn. Cho ra chai rồi mình để dành mình xài, rồi anh em nào cần thì mình chia lại cho anh em. Anh em nào mà nói cái hút này không hiệu quả gì thì cứ lướt qua nha các bạn, đừng có comment chi làm chi mất lòng nhau đó các bạn. Chứ cái này thì anh em nào mà sống bằng nghề ruộng rẫy thì biết rồi, Awi với các mùi này thì dẫn dụ rất là tốt các bạn. Awi này là cực kỳ tanh luôn nè, mùi nó tanh lắm các bạn. Rồi bây giờ mình làm, mình đập nhuyễn ra cho các bạn, rồi xong rồi mình vô chai nha các bạn. Rồi đây là thành quả nha các bạn, được hai chai nha các bạn. Mình mua 300.000 hút nha các bạn, làm hai chai thôi, làm nó đặc nha các bạn, hút còn dính dưới đáy nè ha. Các bạn khi mà xài lắc đều lên nha các bạn. Với lại là khi mà các bạn đem về các bạn phải bắt khoảng hai con vục đồng hoặc hai con cốc gì cũng được, các bạn bầm nhuyễn, các bạn bỏ thịt nó vô đây nha các bạn, rồi lắc đều, đóng nắp lại lắc đều, hai bữa sau là đi đặt được nha các bạn. Nó có tất cả vị luôn, vị của chuột cốc gì đó, với mùi tanh rồi mùi thơm đầy đủ nha các bạn. Rồi chúc các bạn thành công nha.